Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Cầu 68. Thì trong ngày hôm nay, cũng như thường lệ mà thôi, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em những cái tin tức mới nhất để diễn biến cho thị trường trong tuần qua như thế nào để chúng ta có thể cập nhật tình hình ha. Và có lẽ là trong cái video lần này nó sẽ khác hơn những cái video lần trước. Tại vì là trong tuần qua chúng ta cũng đã thấy là thị trường nó cũng khá là... nói chung là nó cũng không có diễn biến nhiều anh em, ngoại trừ cái việc mà Bitcoin nó đầm thôi. Và trong cái video này thì mà nó tại sao nó lại khác như vậy thì nó thiên hướng về hướng chia sẻ nhiều hơn. Và để kết nối với anh em nhiều hơn ha. Và cái sự kết nối đó thì cũng chính là cái sai lầm mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Và cái sai lầm này đó là không phải là mình không mắc phải anh em, tức là mình đã chia sẻ cho anh em rồi, nhưng mà mình cũng phải mắc phải cái sai lầm đó luôn. Đó, tại vì là đúng không, con người chúng ta thì rất ít ai mà có thể nhận về lỗi lầm về mình. Nhưng mà ok, mình không phải như vậy. Những cái gì mà khi mình đã nhận ra được nó là một cái điều khá là thận trọng rồi, nhưng mình vẫn mắc sai lầm, thì ok, mình sẽ đây cũng coi như là một cái bài học để mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau, để mà có thể cùng nhau vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này của thị trường anh em. Và cái sự sai lầm này, cái chia sẻ này nó đến từ cái cú đâm của Bitcoin đó anh em. Thì anh em biết vào tuần trước á, thì sau khi mà mình chia sẻ cho anh em vào khoảng 2 tuần trước đi, tức là trong tuần trước mình có ra một cái video, và trong một tuần trước nữa thì mình cũng có ra một cái video, thì mình nói cho anh em vào thời điểm đó rằng là sao, rằng là thời điểm đó những cái dữ liệu on-chain của Bitcoin đó thì nó rất là lạc quan, nhưng mà chúng ta hãy nên thận trọng nha. Tức là vào thời điểm đó mình có nhắc anh em là chúng ta hãy nên thận trọng. Và thận trọng về cái điểm gì? Đó chính là về cái chỉ số MPI của miners, tức là về cái chỉ số thợ đào và những cái nguồn cung luân chuyển mà nó đã ngủ yên quá là lâu ở trên thị trường rồi đó anh em. Nhưng mà lúc đó thì mình, tức là khi mình nhắc anh em về cái vấn đề mà thận trọng đó, thì ngay cả chính bản thân mình thì mình cũng không có để ý cái vấn đề thận trọng đó nữa anh em. Tức là sao? Tức là anh em hiểu được cái tâm lý rằng là khi mà những cái dữ liệu on-chain nó quá là đẹp rồi á, thì những cái lặt vặt và thận trọng á, khi mà mình chia sẻ với nhau, thì đôi khi cái tâm lý nó sẽ bị FOMO theo anh em, và chính mình cũng đã bị mắc cái sai lầm đó. Đó, mà chính mình cũng đã nhắc anh em thận trọng, nhưng mà ngay cả bản thân mình thì mình lại cũng không có thận trọng nữa. Nên vì vậy cái cú đâm Bitcoin này mình xem như đây là một cái bài học tiếp theo mà mình phải nói là khắc cốt ghi tâm luôn đó anh em. Rồi ok, chúng ta sẽ không dài dòng nữa, và chúng ta sẽ đi giải thích và cái vấn đề tại sao Bitcoin nó lại đâm như vậy anh em. Thì anh em biết đó, thì đây là cái dữ liệu vào cái video mà mình mới vừa nói cho anh em á, là tuần trước đúng không? Tuần trước chúng ta bỏ, và tuần trước nữa, tức là vào đầu tháng 4 đó, thì mình có chia sẻ cho anh em á, là đây là một trong những cái dữ liệu on-chain mà cũng khá là thú vị. Tức là sao? Tức là cái số lượng Bitcoin á mà nó đã ngủ yên, nó đã giống như kiểu là nó không có di chuyển, nó không có thực hiện giao dịch đó anh em. Tức là nó nằm đó thôi, nó không làm gì cả trong vòng từ 7 tới 9 năm. Thì từ 7 tới 9 năm là gì? Đây anh em có thể thấy không? Từ 7 tới 9 năm, tức là cái khoảng thời gian cũng cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là lâu á anh em. Đó, tức là ở đây nó chia ra từng giai đoạn ha, là từ 4 tới 5 năm, từ 5 tới 7 năm, từ 7 tới 9 năm và hơn 10 năm. Thì cái giai đoạn 7 tới 9 năm thì nó là một cái tiệm cận lớn nhất trong những cái thời gian cổ đông của Bitcoin. Thì trong đầu tháng 4 thì chúng ta đã có một cái dữ liệu on-chain mình cũng đã đưa ra rồi. Tức là sao? Để mình mở một cái chart nó ở đây có nè. Thì đó, thì trong cái đầu tháng 4 năm 2022 thì chúng ta đã có một cái ngày mà chúng ta ghi nhận được là ôi, tất cả những cái số Bitcoin mà nó đã ngủ đông trong cái khoảng thời gian từ 7 đến 9 năm này đó, thì nó lại tăng một cái cột rất là đột biến như thế này anh em. Đó, nó tăng một cái cột rất là đột biến như thế này. Thì á, vào cái giai đoạn đó thì mình nhắc lại cho anh em nhớ là Bitcoin nó đang dao động ở tầm khoảng là 47.000 đô đúng không? Nó đang dao động ở 47.000 đô kể từ khi mà Terra Luna đó là cái tổ chức đứng sau cái đồng Luna, và cũng là cái tổ chức mà lập ra cái Luna Foundation Gold đó, cái LFG đó, để mua Bitcoin làm tài sản dự trữ cho đồng USDT đó. Thì họ mua vào thì lúc đó Bitcoin nó 47.000 đúng không? Nhưng mà vào cái thời điểm đầu tháng 4 nè, Bitcoin nó bắt đầu nó chỉnh về 44. Và chúng ta đã có một cái xuất hiện này. Chúng ta đã có một cái tín hiệu rất là rõ ràng ở đây. Tức là cái số Bitcoin mà nó đã ngủ yên từ 7 tới 9 năm đó thì đột nhiên nó hoạt động trở lại anh em. Đó, thì không biết nó xả hay là để hù ma dọa người hay sau đó thì mình không biết. Nhưng mà đây cũng là một cái tín hiệu để mà cho chúng ta thấy được rằng là các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải nên cẩn thận và cái điều này. Và đây là một cái điều cảnh báo mà mình đã cảnh báo ở trong cái video cách đây trước 2 tuần rồi đó, mình vừa nói với anh em đó, là cái vấn đề và thận trọng đầu tiên đó ha anh em. Cái dấu hiệu thứ hai đó chính là về cái chỉ số MIP, là một cái chỉ số mà mình cũng đã cảnh báo cho anh em rồi, nhưng mà lại chính mình lại không thận trọng về cái điều này. Vậy chỉ số MIP là gì?
Chỉ số MIB chính là chỉ số để phản ánh lên cái tâm lý thợ đào, họ đang bán hay là họ đang tích trữ hay họ đang làm gì với cái số Bitcoin của họ anh em. Và chúng ta cũng đã thấy là cái chỉ số MIB như mình đã đưa trong video lần trước là nó đã lập đỉnh của năm 2022 rồi. Đó, và lúc đó mình lại thờ ơ một cái là mình nói rằng là ok, chúng ta phải thận trọng, nhưng mà mình dự đoán là cái này nó sẽ không có ảnh hưởng đâu. Nhưng mình lại quên mất được rằng là chúng ta cũng đã chứng kiến được rất nhiều những cái cuộc suy thoái về giá cả của Bitcoin và tác động lên thị trường chung, mà thông qua đó là bàn tay của thợ đào là một cái sức ép chính anh em. Thì ở đây anh em thấy á, thì cũng vào đầu tháng 4 chúng ta đã có xuất hiện một cái dấu hiệu khá là tiêu cực ở đây, khi mà cái chỉ số MIB nó phản ánh lên được rằng đó, MBI chứ, nó phản ánh lên được rằng là những thợ đào bây giờ họ đang bán Bitcoin, họ không có còn tin tưởng vào Bitcoin nữa rồi. Tại vì sao? Tại vì trong tháng 1 và tháng 2 đó anh em thấy á, là thợ đào họ liên tục dự trữ Bitcoin và đã có những cái thời điểm đó anh em, mà cái mức lợi nhuận dựa trên cái tần suất khai thác của họ đó là họ đạt 20% cơ. Tức là họ đang lời mỗi Bitcoin là 20%, nhưng mà họ không có bán anh em. Họ vẫn tích lũy như vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì họ hy vọng rằng là bước qua cái giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm nay nè, tức là quý 2 đó, thì Bitcoin nó sẽ bắt đầu nó hồi phục mạnh hơn và có thể nó quay trở lại đỉnh, để từ đó họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng mà câu chuyện diễn ra là không. Đúng không? Câu chuyện diễn ra thời điểm hiện tại là không. Vì thế bây giờ họ cảm thấy là ô, tôi chờ anh rồi, tôi tích lũy bấy nhiêu đó đủ rồi, bây giờ anh không có đáp lại cái tình cảm của tôi thì bây giờ chắc chắn là tôi phải xả. Tại vì là họ phải liên quan đến những cái vấn đề về chi phí thợ đào nữa anh em, chi phí trang trải cuộc sống, rồi máy móc thiết bị, tiền điện tùm lum tùm la hết, đúng không? Nên vì thế nó đã đẩy cái chỉ số MBI này lên cái mức cao, tức là bây giờ họ đang bán rồi, họ không có phải tích lũy nữa. Và cái điều này chúng ta cũng đã thấy một cách rõ ràng khi mà chúng ta nhìn qua một cái biểu đồ. Đây, một cái biểu đồ Miner Reserve. Anh em có thể thấy được rằng, để mình zoom cái này ra, anh em có thể thấy được rằng đó là bắt đầu vào, nè, anh em thấy không? Vào đầu tháng 4 đúng không? Anh em thấy nó chảy nè, thấy không? Tức là cái biểu đồ Miner Reserve này, tức là cái nguồn dự trữ của thợ đào đó nè, tức là cái số Bitcoin họ đang giữ trong túi của họ. Thì vào đầu tháng 4 nè, anh em thấy không? Vào đầu tháng 4 bắt đầu nó chảy xuống và đến bây giờ nó vẫn tiếp tục nó đâm xuống. Thì đây là một cái điều mà đã được chuẩn đoán từ đầu tháng 4 rồi, là trước cái cú điều chỉnh này rồi đó, mà mình cũng đã nhắc anh em rồi, nhưng mà ngay cả chính bản thân mình thì mình lại không có tức là mình không có quá đề cao cái vấn đề này, khi mình đã vô tình mình quên đi rằng là trong quá khứ cũng đã có rất là nhiều cái cuộc điều chỉnh mà nó liên quan khá là mật thiết với vấn đề thợ đào này đó. Thì đây là một cái biểu đồ thứ hai mà mình muốn lý giải cho anh em xem là cái việc mà chúng ta đã bỏ mất những cái tiểu tiết, những cái mà nó tưởng chừng như nó không quan trọng, nhưng nó lại rất quan trọng để mà chúng ta có thể lý giải cho được cái cú đâm của Bitcoin như vậy đó ha anh em. Rồi, và vậy thì vào thời điểm hiện tại chúng ta đang dừng ở mức nào? Thì anh em biết á, trong tuần trước mình cũng đã đưa cho anh em một cái chỉ báo rằng là net flow đây, một cái chỉ báo rằng là có thể là cái mức 38 và 39.000 đô của chúng ta đó, thì đây đang được xem là một cái mức hỗ trợ mạnh. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta nhìn vào một cách đơn giản thôi anh em, chúng ta nhìn vào một cách đơn giản cái tổng lượng nạp rút ở trên các sàn giao dịch đó, thì ở đây khi mà Bitcoin nó đạt 38, 39.000 đô thì chúng ta đã xuất hiện những cái cột rút Bitcoin rất là mạnh ở đây. Tức là khi giá Bitcoin ngay lập tức sụt về tầm 38, 39 thì chúng ta đã có những cái tín hiệu buy cực kỳ mạnh ở cái vùng này. Bằng chứng là những cái cột mà được rút Bitcoin ra khỏi sàn đó anh em, nó cực kỳ đột biến khi mà Bitcoin nó phản ứng với những cái vùng giá như thế này. Đó, thì tuần trước mình cũng đã nói về cái vấn đề này rồi, và tuần này khi mà chúng ta điều chỉnh ở dưới mức 39.000 đô đó, ở dưới mức là 39.000 đô, thì vào ngày hôm qua chúng ta thấy nè, ở mức 39-40.000 đô thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái cây rút khá là mạnh ở đây. Đây, đó, anh em cũng thấy mới ngày hôm qua luôn. Thì đây cũng đã được xác nhận rằng là một cái tín hiệu mà cho chúng ta thấy là 38 và 39 và 40.000 hiện tại đó, bây giờ nó đang là một cái hỗ trợ cũng khá là tương đối, và mình hy vọng rằng là cái hỗ trợ này nó sẽ được giữ và Bitcoin nó sẽ bắt đầu nó hồi phục hơn nữa thôi. Trước mắt đó, tại vì cái video được trước mình đã cũng có nhận được nhiều comment đó, là anh em nói mình là mình nói là rằng là downtrend mà sao bây giờ nó uptrend gì đó, thì cái vấn đề anh em nên hiểu rõ ha, những lời mình nói trong video ha, tức là mình hy vọng nó sẽ hồi phục. Trước mắt là cái đỉnh ATH là 69.000 anh em, tức là hồi phục trước mắt như vậy. Và tâm lý của mình luôn vậy, tâm lý của mình là từ khi mình làm những cái video đầu tiên thì tâm lý của mình là mình luôn là một người tin tưởng vào tương lai dài của Bitcoin, chứ mình không phải là một người theo xu hướng trader. Nên nhiều khi là anh em theo xu hướng trader thì anh em sẽ cảm thấy nó bất đồng quan điểm, hay sau đó thì mình cũng xin ghi nhận về những cái vấn đề này anh em, chỉ mong là anh em đừng có hiểu nhầm ý mình mà thôi. Rồi,
Tiếp theo thì chúng ta nhìn vào cái thỏi đào hồi nãy mình nói đi, thì về cái biểu đồ mà mining reserve, tức là cái nguồn dự trữ Bitcoin của thỏi đào đó, thì bây giờ nó vẫn cứ tiếp tục đâm xuống. Nhưng mà khi bây giờ chúng ta nhìn vào cái chỉ số MPI để coi nó có cải thiện chưa, thì mình sẽ xin click vào đây. Thì nếu mà cái chỉ số MPI này đó mà nó tiếp tục nó dựng thẳng thì đó là một điều rất là đáng lo ngại anh em. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì anh em thấy là ngay khi MPI nó lập đỉnh vào đầu tháng 4 thì bây giờ nó cũng đã có một cái chiều hướng đi xuống và đang lưng chừng ở chỗ này rồi. Cái điều này chứng tỏ rằng là ok, bây giờ thợ đào bán rồi, giá nó cũng đã phản ứng rồi, thì bây giờ họ lại bắt đầu họ duy trì một cái xu hướng trung lập anh em. Họ không bán, họ vẫn bán đó, nhưng mà không có thể hiện rằng là chúng tôi đang xả quá là mạnh và họ tích lũy, nhưng mà họ cũng không có thể hiện rằng là chúng tôi đang tích lũy một cách nó tích cực, một cách nó tần suất nó mạnh hơn đó, và nó vẫn đang duy trì ở một trạng thái khá là trung lập. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt mà mình cho rằng là chúng ta nhận được từ bên phía của thợ đào rồi. Và trong tuần này đó anh em, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái việc mà những cái ông lớn ổng đang nâng đỡ Bitcoin như thế nào. Thì trước khi mà mình nói về cái vấn đề mua Bitcoin của những tổ chức lớn, thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là xấu mà mình cũng sẽ đưa cho anh em. Và đây cũng là một cái điều thận trọng thứ ba mà mình muốn gửi đến cho anh em qua hai cái nguồn dữ liệu mà mình vừa chia sẻ trên. Thì đây là cái điểm mà mình đã bỏ sót khá là nhiều và mình cũng đã khá là mình nói thận trọng, nhưng mà mình là không thận trọng đó. Rồi, thì hai tuần trước anh em thấy mình đã đưa dữ liệu về cái dòng tiền của các ông lớn đổ vào rất là nhiều đúng không? Tức là bắt đầu từ đầu tháng 4 thì tự nhiên các ông lớn mấy ông lại đổ tiền khá là nhiều vào, và lúc đó nó cũng làm cho tâm lý của mình cảm thấy FOMO nữa, tại vì giống như kiểu anh em mà đã trong một cái tình trạng quá là lâu khi mà các anh em không được nhận tiền, không được những ông lớn mà mấy ông hậu thuẫn anh em, thì tự nhiên bây giờ mấy ông đùng trở lại một cái thì dĩ nhiên tâm lý của mình phải phấn khởi lên chứ đúng không, chứ mình không thể mình u ám hoài đó. Thì nhưng mà trong tuần này ngay khi giá Bitcoin đâm xuống thì anh em thấy là cái dữ liệu trong tuần này thì cái ông lớn mà ông rút tiền ra hết trơn rồi, và rút tới 134 triệu đô ở trên các quỹ này anh em đó, và thiệt hại nặng nề nhất là vẫn là Bitcoin. Thì dựa vào cái biểu đồ này đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái tình trạng bây giờ khi mà cái dòng tiền được rút ra các sản phẩm của Bitcoin và Ethereum á, nó lại chiếm cao như vậy, thì đây cũng là một điều đáng lo ngại ha. Tại vì cái câu chuyện nó đã được lặp lại trong lịch sử rất là nhiều rồi anh em. Điển hình là vào tháng 12 khi mà mấy ông lớn mà ông rút ra mà ông không chơi nữa, thì anh em thấy rằng là cái thị trường của chúng ta nó đã sập sình như thế nào đúng không? Đó, và trong vòng tháng 10 hoặc vào tháng 11 mấy ông đổ một lần, vào tháng 10 mấy ông đổ 2 tỷ đô mấy ông mua Bitcoin, thì anh em thấy rằng là Bitcoin nó đã được nâng như thế nào. Thì vào thời điểm hiện tại thì chúng ta đã không nhận được một cái sự hậu thuẫn đó nữa, chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi khi mà chúng ta mới vừa ghi nhận là một cái tín hiệu nó tích cực như vậy. Nhưng mà nhìn vào đây anh em thấy gì thì nhìn vào đây á, nó có hai cái xu hướng mà chúng ta cần phải phân tích, đó chính là về tình trạng chung của Bitcoin thì dĩ nhiên là nó là một cái tình trạng rất khá là u ám rồi về phía tổ chức nha. Rồi nhưng mà nhìn vào cái biểu đồ này thì mình cũng sẽ xin chia sẻ cho anh em một cái hướng góc nhìn mới của mình, đó chính là về altcoin. Về altcoin thì chắc chắn nó sẽ không có phải là một cái chiều hướng nó quá là u ám đâu anh em. Tại vì anh em thấy khi mà dòng tiền rút ra như vậy thì những cái sản phẩm đa dạng hơn, những cái sản phẩm về altcoin như là về Solana, về Litecoin, về Polkadot, về ADA, về Tron, thì dĩ nhiên là những cái sản phẩm altcoin nó vẫn được dòng tiền đổ vào anh em. Và tại sao mình lại nói rằng là đây là một cái dấu hiệu tích cực dành cho altcoin, thì anh em biết á, là mấy ông lớn á, mấy ông không có chơi giống như mình đó, mấy ông chơi là cái số lượng mấy ông tiền mấy ông đổ vào nó rất là nhiều, và cái điều này nó lại liên quan đến một cái sân chơi của mấy ông nữa, đó chính là CME. Và mình nghĩ rằng là cái vấn đề này thì anh em cũng khá là ít quan tâm ha, nhưng mà chúng ta hãy quan tâm từ những cái tiểu tiết ngay bây giờ đi đó. Như những gì mà đã chia sẻ thì hôm nay mình chỉ chia sẻ thôi đó, chứ mình không có đưa quá nhiều tin cho anh em đâu. Thì tại sao mình lại đề cập đến CME? Thì anh em biết là trong cái thời gian mà Bitcoin nó đâm như vậy đó, mà tại sao các ông lớn mà ông rút tiền từ Bitcoin ra mà mấy ông vẫn đổ tiền vào trong altcoin, thì chúng ta hãy nói về CME đi. Và thực tế CME là gì? CME là một cái sàn phái sinh anh em, được cho là một cái sàn phái sinh hàng đầu thế giới luôn, và đây được xem như là một cái cửa ngõ để mà dành cho những cái tổ chức lớn tại Mỹ họ bay vào họ chơi anh em, họ bay vào họ tiếp xúc với những cái sản phẩm, và đặc biệt là những cái sản phẩm tiền mã hóa nữa. Và cho đến nay đó anh em, thì CME họ chỉ mới cung cấp những cái hợp đồng tương lai, những cái sản phẩm thuộc về Bitcoin và Ethereum mà thôi, chứ họ không hoàn toàn cung cấp những cái sản phẩm mà thuộc về altcoin anh em đó. Nhưng mà chúng ta đã có một cái dự kiện khá là quan trọng trong tuần này, đó chính là CME đó bây giờ họ đã dự định họ bổ sung tỷ giá tham chiếu cho 11 altcoin mới. Tức là sao? Tức là họ sẽ bổ sung dữ liệu giá để mà họ có thể giúp cho các nhà đầu tư theo dõi, cũng giống như là các nhà đầu tư tham chiếu giá của 11 cái đồng altcoin này. Thì ở đây mình có liệt kê một số cái mình có liệt kê 11 cái đồng altcoin này để cho anh em xem luôn. Đó chính là Algorand, Coincast, ADA, Chainlink, Cosmos, Litecoin, Polkadot, Polygon, Solana, Stellar Lumen và
Uniswap ha. Đó thì trong số 11 cái altcoin này nè anh em, thì chúng ta có ADA và SOL là hai cái altcoin đó mà bên phía các giám đốc của CME á, họ cũng đã tiết lộ rằng là họ đang cân nhắc để mà có thể triển khai những cái hợp đồng tương lai và những cái sản phẩm ETF dành cho Solana và ADA. Bởi vậy anh em thấy khi mà chúng ta nhìn vào cái thông tin này, chúng ta đối chiếu qua đây thì trong tuần vừa rồi á, mặc dù bị những cái số tiền bị bò rút, bị thoái lui ra khỏi những cái tổ chức và những cái sản phẩm này á, nó được thoái lui ra khá là cao, nhưng mà anh em thấy không, Solana và ADA dường như lại đang nhận được một cái dòng tiền khá là lớn, dường như là lớn nhất luôn của ông đổ vào, thì chắc chắn nó sẽ liên quan tới CME rồi. Tại vì trong 11 cái đồng coin tham chiếu cái tỷ giá này thì ADA và SOL đã được nhấn mạnh là sẽ được CME cân nhắc để mà có thể list, để mà có thể thực hiện những cái hợp đồng tương lai. Vì đó nó sẽ cuốn hút lên những cái tin đồn rằng là có lẽ trong tương lai CME sẽ triển khai những cái hợp đồng tương lai và những cái sản phẩm ETF dành cho các altcoin thì sao. Và nếu cái câu chuyện đó có xảy ra đó anh em, thì chắc chắn đây sẽ là một cái sự kiện vô cùng lịch sử ở trong thị trường của chúng ta. Tại vì như mình đã đề cập hồi nãy đó, là CME hiện tại bây giờ chỉ triển khai các sản phẩm của Bitcoin và Ethereum mà thôi. Và nếu chúng ta so sánh một cái bức tranh tương tự như trước đây vào năm 2017, khi mà CME họ lần đầu họ liệt kê cái sản phẩm hợp đồng thông minh, ủa cái sản phẩm hợp đồng tương lai của Bitcoin vào năm 2017 đó anh em, thì anh em thấy ngay sau khi mà thực hiện triển khai cái sản phẩm đó thì Bitcoin nó đùng cái nó bay lên 20.000 đô luôn. Và chúng ta cũng đã có một cái câu chuyện lặp lại tương tự vào năm nay nè, vào hồi khoảng là tháng 5, tháng 6 đó, ngay khi mà CME họ thực hiện một cái niêm yết hợp đồng tương lai của Ethereum á, thì đùng một cái tháng sau Ethereum nó bay lên 4.500 đô luôn, nó lập ETH tại đó luôn anh em. Và tiếp theo nữa là vào tháng 7 và tháng 8 thì CME cũng đã triển khai thêm hai cái hợp đồng tương lai mà mình có thể gọi cho anh em, đó chính là về Micro Bitcoin và Micro ETH, tức là mình gọi theo cái ngôn ngữ mà thuần Việt đó anh em, đó chính là những cái sản phẩm mà Vimo, tức là cái kích thước của nó chỉ bằng 1/10 cái giá của Bitcoin và cái giá của Ethereum thôi. Đó thì đó là một hai cái sản phẩm con thuộc về Bitcoin và Ethereum để mà cho các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các sản phẩm tiền mã hóa đó. Thì anh em thấy một kết quả khi mà vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 khi mà họ list ra hai sản phẩm đó một cái, thì tự nhiên dòng tiền của các ông lớn đổ vào lần lượt. Và ok, Bitcoin nó đã tăng lên 69.000 đô ở một cái đỉnh ETH, và Ethereum hình như là lúc đó là nó là 4.800 đô đúng không? Đó, thì cái tác động của CME là mình không thể xem thường được đâu anh em. Vì thế nên cái việc mà tự nhiên bây giờ ông CME ông bổ sung tỷ giá cho 11 altcoin mới như vậy, và ông cân nhắc ADA và SOL, thì chắc chắn thì chúng ta cũng nên hy vọng rằng là bức tranh sắp tới altcoin nó sẽ như thế nào. Tại vì á, cái nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta rất là ít khi mà chúng ta tham khảo những cái thông tin nó như thế này. Và khi mà nó đã bay rồi, khi mà nó đã thực sự nó bùng nổ rồi á, thì chúng ta lại bỏ lỡ. Thì vì thế nên mình cũng chia sẻ cho anh em tường tận về những cái suy nghĩ và những cái mà mình đã so sánh, mình đối chiếu với quá khứ để mà cho anh em thấy được rằng là tại sao chúng ta có thể quan tâm vào những cái tiểu tiết như thế này. Đó, bên cạnh những cái bức tranh chung ha anh em. Rồi, chúng ta hãy quay trở lại đi. Tức là trong cơ có nguy, trong nguy có cơ. Đó. Thì mặc dù thì thị trường hiện tại của chúng ta là bây giờ cái dòng tiền nó ra được một lúc rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy được một số cơ hội dành cho altcoin. Đó. Và altcoin lần này nó không phải là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thường biết nữa, và nó đã nâng lên một cái tầm cao mới rồi. Nếu mà trước đây chúng ta nói rằng là Bitcoin, Ethereum mới chạm được tới túi tiền của những ông lớn, thì bây giờ nó cái câu chuyện mình nghĩ rằng nó sẽ rất là khác trong tương lai anh em. Khi mà bây giờ chúng ta đã có một cái lời xác nhận, mình cho đó chính là một cái lời xác nhận ngầm của CME ha anh em. Rồi, và trong tuần qua khi mà Bitcoin nó đơm như vậy, thì chúng ta hãy xem là những cái ví mà nổi bật nhất hiện tại như những ông lớn như là MicroStrategy hay là Terra Luna Foundation Gold. Đó thì những cái ông này, mấy ông đã mua thế nào, thì ở đây mình xin track về cái ví của Luna đi. Đâu rồi, ví của Luna đây. Thì anh em thấy đó, Luna thì trong đây Terra đó. Thì trong tuần rồi thì Terra họ cũng đã mua khá là nhiều Bitcoin ở trong tuần rồi anh em. Ơi. Vào ngày hình như là vào ngày hôm nay luôn này, thì họ đã thêm khoảng là 123 Bitcoin. Và ngày hôm qua thì họ thêm 2.500 Bitcoin nữa. Thì nhìn chung thì chúng ta thấy được rằng là cái số dư Bitcoin mà Terra họ đang nắm giữ đó anh em, thì nó đã lên tới 42.530 Bitcoin rồi. Và đây là một con số mình nghĩ rằng nó khá là khủng, tại vì họ chỉ mới bắt đầu họ một Bitcoin tầm khoảng từ
mình nhớ không nhầm nha, họ chỉ mới bắt đầu hỗ trợ Bitcoin tầm khoảng từ 2 tháng trở lại đây thôi anh em. Mà bây giờ họ đã tích lũy được 42.530 Bitcoin rồi, một cái con số mình cho rằng nó khá là khủng đó. Và để mình nhìn xem, mình đối chiếu qua bên đây, khi mà chúng ta có những cái ông lớn như là MicroStrategy hay là Tesla đi, thì hiện tại đó thì MicroStrategy là sau cái thương vụ mà mua 190 triệu Bitcoin mới nhất trong 2 tuần trước đó, thì MicroStrategy hiện tại là đang nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất anh em. Đó chính là 129.000 Bitcoin. Và tiếp theo đó chúng ta có Tesla. Tesla là bây giờ là 43.000, mà bây giờ là Terra đã 42 rồi. Thì hiện tại là chỉ cần có khoảng là 600-700 Bitcoin nữa thì mình nghĩ rằng là Tesla sẽ bị tụt thôi. Tesla sẽ bị tụt và Terra sẽ thay thế một cái vị trí này. Thì cái điều này cũng là một cái điều mà không có đủ bất ngờ anh em. Tại vì chúng ta cũng đã thấy rằng là CEO của Terra đó thì ông đã nói là ông sẽ tiếp tục mua Bitcoin đến khi nào mà đạt 10 tỷ thì thôi mà. Và ông sẽ trở thành một cái đại diện mà sở hữu Bitcoin lớn nhất trên thế giới và chỉ sau cha đẻ Satoshi Nakamoto mà thôi. Đó, thì mặc dù chúng ta thấy rằng là giá Bitcoin nó vẫn cứ tiếp tục điều chỉnh như thế này, nó vẫn cứ tiếp tục nó đâm và nó di chuyển một cách khó chịu như thế này, nhưng đây cũng là một cái cơ hội để mà cho chúng ta nhìn thấy rằng là những cái ông lớn ông vẫn đang tiếp tục cố gắng để mà tích lũy càng nhiều Bitcoin càng tốt ha anh em. Đó, thì và trong ngày hôm qua thì khi mà chúng ta thấy là Bitcoin nó bắt đầu nó hồi phục lên tầm khoảng là trên 41.000 đó, và sau đó nó lại bắt đầu nó chui xuống tầm 39-40 đó, thì chúng ta cũng đã thấy được rằng đã có những cái cây rút như mình mới vừa trình bày hồi nãy đó. Thì ở đây chúng ta nhìn vào một cái bức tranh nó tổng quan hơn, thì chúng ta đã có những cái cây mà rút ra từ các sàn giao dịch thì nó khá là mạnh ở đây. Và nếu chúng ta so sánh vào những cái dự kiện trong quá khứ vào tháng 9 năm 2021 nè, đó, hoặc tháng 9 năm 2020, hoặc là nhìn vào những cái tương lai mà nó xa hơn trong quá khứ đi, thì khi mà chúng ta đạt được những cái điểm mà nó tương đồng, nó lớn về cái số lượng Bitcoin được rút như thế này, thì chúng ta cũng đã chứng kiến được cái giá của Bitcoin nó đã tiếp tục nó tăng trưởng như cái biểu đồ mình đang trình bày ở trên đây ha anh em. Đó, thì đây cũng là một cái dữ liệu khác để mà cho chúng ta có thể tin tưởng rằng là giá Bitcoin nó sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi, chứ nó không có phải rằng là nó sẽ tiếp tục trì trệ như vậy. Nhưng mà đó chỉ là những cái mong muốn, những cái dự đoán của chúng ta mà thôi. Còn cái kết quả chúng ta trả lại thì thị trường này mà đúng không anh em, không ai biết trước được gì cả. Đó, về cá nhân mình thì mình vẫn mong là Bitcoin sẽ phục hồi, chứ không có mà di chuyển khó chịu và rồi bắt đầu hâm đâm để mà cho anh em chúng ta có thể phải khổ sở nữa. Tại vì chúng ta đã khổ quá là lâu rồi anh em, thực sự là quá là lâu rồi. Và khi mà như vậy, thị trường như vậy thì chúng ta cũng không vui vẻ gì với nhau nữa, đúng không? Thậm chí còn ảnh hưởng tâm lý ở bên cuộc sống nữa. Đó, rồi. Và tiếp theo thì chúng ta hãy nói về những cái tin tức mà cũng khá là nổi trội trong tuần này đi. Đó, về đầu tiên thì trong tuần này anh em thấy là Coinbase, một cái ông lớn sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, thì Coinbase á là một cái nơi mà anh em biết là khi mà Coinbase mà nói là niêm yết một cái đồng coin nào đó thì như là đồng coin đó nó sẽ có cái hiệu ứng gọi là, người ta gọi là cái hiệu ứng dựng cột đó anh em, một hiệu FOMO rất là lớn đó. Mà cái việc mà niêm yết của cái sàn giao dịch vào một cái đồng coin nào đó thì trước đây nó chưa có một cái tiền lệ là báo trước anh em, tức là đến ngày đó list thì mới list, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó thì trong tuần này Coinbase đã ra một cái báo cáo rằng là những cái đồng coin mà Coinbase sẽ list trong quý 2, thì tự nhiên bây giờ mình lại cảm thấy mình mất thiện cảm với Coinbase. Tại vì qua cái sự kiện này thì mình thấy là mình không còn thấy là những cái việc mà list nó chất lượng đó anh em. Tại vì khi anh em thấy á, ở đây mình có lưu về một cái danh sách đó, khi mà anh em thấy là những cái đồng tiền, những cái đồng coin mà đang được Coinbase cân nhắc niêm yết trong quý 2 á, thì ngoài những cái đồng coin mà nó chất lượng ra thì thậm chí có những cái đồng mà mình còn không biết nó là đồng gì luôn anh em. Đó chẳng hạn như những cái đồng này nè, đó, Lock Trip nè, đó, hoặc những cái đồng như là Chromatica nè, đó, mình không biết là những cái đồng gì luôn. Tức là sao? Tức là trong những cái mớ hỗn độn này thì chúng ta thấy là có những đồng cực kỳ chất lượng, nhưng có những đồng chúng ta không biết. Đó, và những đồng chúng ta không biết đó mình có thể gọi là gem, hoặc có thể gọi là những cái đồng mà nó, những cái dự án mà ảo ma Canada hay sao đó. Thì thật sự thì mình không có muốn dùng một cái từ mà anh em dùng, đó chính là shitcoin đó. Mà hay rồi, chúng ta hãy dùng từ low cap đi ha, những cái đồng low cap mà không ai biết tới. Và bên cạnh đó thì nó cũng có những cái đồng mà chất lượng cao nữa đó. Thì cái việc mà bây giờ tự nhiên và cũng có những cái đồng tự hào, rất là đáng tự hào của Việt Nam, như là Vietcoin 98 nè, đó, những cái dự án như thế này ha. Và cái việc mà tự nhiên bây giờ Coinbase lại đưa ra những cái cụ thể như thế này thì mình thấy rằng là dường như là về phía Coinbase thì họ nói là họ sẽ tăng một cái tính minh bạch anh em. Tức là sao? Tức là họ sẽ tăng một cái tính minh bạch đến cho cộng đồng nhiều hơn. Nhưng mà đối với riêng cá nhân mình nha, cái này là riêng cá nhân mình thôi, thì mình cảm thấy rằng là dường như là mình
đã dường như là mất một phần thiện cảm nào đó về cái động thái này của Coinbase. Thì mặc dù như vậy, nhưng mà trong cái list này á, thì anh em có để một cái điều giống mình không, thì mình lại không thấy Near trong này anh em. Mình không hề thấy Near trong này. Và mặc dù tuần trước thì chúng ta cũng đã xuất hiện khá là nhiều thông tin là Coinbase sẽ sắp tới là sẽ niêm yết Near, nhưng mà trong số những cái đồng coins mà cân nhắc trong quý 2 này thì lại không có Near. Thì đây cũng là một cái điều khá là bất ngờ anh em. Rồi, và tâm điểm cho tuần này đó chính là về Elon Musk nữa anh em. Tức là sao? Tức là vào đầu tuần đó thì ông lại chơi một cái trò khá là thú vị nữa đối với Dogecoin. Đó chính là ông đề xuất thanh toán Dogecoin cho dịch vụ của Twitter, và đó là một cái dịch vụ là Twitter Blue. Thì Twitter Blue thì anh em hiểu đơn giản thì đây là một cái dịch vụ để mà có thể là nâng cấp những cái giao diện người dùng lên, giúp họ có thể triển khai nhiều cái thao tác nó mới mẻ hơn, nó ok hơn đối với cái nền tảng mà họ đang sử dụng, đó chính là Twitter. Thì đây là một cái động thái mà sau khi mà ông bất ngờ ông tuyên bố là ông là một người, ông là cổ đông lớn nhất của Twitter khi mà sở hữu cái số lượng cổ phiếu rất là khổng lồ anh em. Nhưng mà tiếp theo đó thì ông lại không có tham gia vào hội đồng quản trị của Twitter nữa, và thay vào đó là ngày hôm qua thì ông đã đưa ra một cái tuyên bố khá là bất ngờ khác khi mà ông nói là ông muốn mua lại 100% mạng xã hội của Twitter. Đó thì ngày hôm qua anh em cũng đã thấy là giá của đó thì bắt đầu nó cũng đã tăng trưởng, nó nhích nhẹ lên, tức là nhờ cái hiệu ứng FOMO của Elon Musk đó. Và về cái mối quan hệ giữa Elon Musk và Dogecoin thì mình nghĩ rằng là mình chắc mình cũng sẽ không có phải là chia sẻ quá nhiều cho anh em nữa, tại vì là mình cũng đã có một cái video đến 2 phần lận nói về cái mối quan hệ cộng sinh này. Nên nếu anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái mối quan hệ giữa Elon Musk và Dogecoin, anh em có thể vào video đó nha. Nhưng mà cái điều và giữa Twitter, giữa Elon Musk và Dogecoin đó thì nó lại xảy ra một cách nó bất ngờ như vậy. Là ban đầu ông trở thành cổ đông lớn nhất đúng không? Ông đề xuất những cái cải tiến Dogecoin dành cho Twitter, nhưng mà sau đó ông lại không có tham gia vào ban quản trị nữa. Tại vì lúc trước tự nhiên á, trong cái ngày mà ông nói rằng là ông đang là cổ đông lớn nhất của Twitter đó, xong mà ông được CEO của Twitter nói rằng là chào đón ông vào ban quản trị thì ông rất là vui mừng anh em. Nhưng mà tự nhiên đến ngày mai thì ông lại nói là ông không có muốn tham gia nữa. Và đến bây giờ thì ông nói là ông muốn mua lại 100% mạng xã hội của Twitter để mà có thể giúp cho nó trở nên là nó mới mẻ hơn, nó tự do hơn. Và theo những cái điều mà ông cho rằng là nó khá là điên rồ anh em. Tức là ông muốn biến Twitter thành một cái nền tảng gọi là thực sự tự do về mặt ngôn luận, để mà cho mọi người có thể lên, mọi người có thể bàn tán, mọi người muốn nói gì nói đó. Nên là đó là những cái ý tưởng riêng của Elon Musk khi mà ông muốn thâu tóm luôn cái mạng xã hội Twitter này ha. Nhưng mà cái điều mà anh em cần đáng quan tâm, cái điều mà mình cho rằng là nó còn quan trọng hơn cái vấn đề đó chính là về Dogecoin. Bây giờ họ đã tích hợp công nghệ của Starlink rồi anh em. Và Starlink là gì? Starlink chính là một cái công nghệ mạng vệ tinh mà được xây dựng bởi công ty SpaceX, một cái công ty mà chuyên về khám phá không gian của Elon Musk luôn anh em. Tức là sao? Tức là trước đây đó anh em, khi ngay cái ngày mà Tesla của Elon Musk đó, ông chấp nhận Dogecoin để mà có thể thanh toán cho một số cái phương tiện hàng hóa, một số cái mặt hàng nhất định của Tesla đó, thì vào cái thời điểm đó anh em, thì có một cái người dùng họ vào Twitter đó, họ vào cái Twitter đó, cái Twitter của cái thông báo của Tesla đó, họ nói rằng là liệu mà Starlink và SpaceX có thể thanh toán bằng Dogecoin như Tesla hay không. Thì lúc đó Elon Musk ổng rất là nhây anh em, ổng để một cái icon giống cái icon nháy mắt đó anh em biết không, tức là ok đồng ý như vậy đó. Thì lúc đó thì cộng đồng họ mới rôm ra là ủa vậy nếu Tesla chấp nhận Dogecoin rồi, vậy thì sau này SpaceX và Starlink sẽ có thể chấp nhận Dogecoin nữa hay không. Thì rất nhiều người họ tin rằng là cái icon đó của Elon Musk đã mở ra một cái bằng chứng mới cho thấy là trong tương lai SpaceX và Starlink sẽ chấp nhận Dogecoin anh em. Đó, và trong tuần này luôn thì tự nhiên đã xuất hiện một cái dự kiện khác, đó chính là Dogecoin tích hợp công nghệ của Starlink. Đó, và cái việc tích hợp công nghệ của Starlink này để làm gì? Tức là để dành cho những cái người mà họ không có thể nào sử dụng tiếp cận internet, họ không thể nào mà họ tiếp xúc được với internet, nhưng mà họ vẫn có thể thanh toán bằng Dogecoin qua cái công nghệ của Starlink, tức là về cái việc thanh toán ngoại tuyến anh em. Đó, và Dogecoin bây giờ họ đang làm việc trên cái đó để mà họ có thể tích hợp cái công nghệ này vào. Đó thì đây là một cái dự kiện khác để mà cho chúng ta thấy được rằng là ok, có thể là cái lời đồn đoán hoặc là những cái cú nhá hàng của Elon Musk trong cái việc mà Starlink và SpaceX chấp nhận Dogecoin là có thể nó là một cái phần đúng. Và nhất là trong cái bối cảnh mà ông đã gợi ý khá là nhiều những cái đề xuất thanh toán dành cho Dogecoin nữa, nên là mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái những cái diễn biến khá là thú vị trong cái câu chuyện giữa Elon Musk và Dogecoin có thể xảy ra trong năm nay. Và nó còn có nhiều cái bất ngờ khác mà chúng ta
phải đáng chờ đợi đó nè, mình nghĩ rằng đáng chờ đợi. Ở đây thì mình không có nói rằng là về yếu tố về giá Dogecoin sẽ ra sao nha, tại vì cái đó là cái quyền đầu tư của mỗi người và mình cũng không có khuyến khích anh em là chúng ta nên đầu tư con nào hết. Ở đây mình chỉ chia sẻ là những cái gì mà nó đang diễn biến thôi, để mà cho anh em có thể thấy rằng cái thị trường của chúng ta nó đang, nó mặc dù nó đang gặp như vậy nhưng nó cũng xuất hiện một số những cái điều rất là đáng thú vị về những cái đồng altcoin, những cái điều thú vị khác ở trong cái ngành của chúng ta ha. Rồi và tiếp theo nữa là một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái cú bẻ lái khá là khéo đến từ đội ngũ của Ethereum, chính là trong tuần này thì anh em thấy là Ethereum đã triển khai một cái bản đã phát hành một cái bản Shadow Fork. Thì cái bản Shadow Fork đó thì về cơ bản thì cái bản đó chỉ là một cái bản mà để cho các nhà phát triển của Ethereum họ có thể giả định được, họ có thể giả lập được các trường hợp có thể xảy ra trong testnet và mainnet của Ethereum 2.0 mà thôi. Đó, để mà họ có thể họ sửa đổi kịp thời cũng như là họ nâng cấp một số những cái điểm quan trọng để mà có thể giúp cho Ethereum hoàn toàn được chỉnh chu trước khi tiến lên Proof of Stake. Thì cái bản Shadow Fork đó, ngay khi mà nó được công bố ra đó anh em, thì bên phía các đội ngũ phát triển của Ethereum đánh ra giá rất là cao cái bản Shadow Fork đó, và họ nói rằng là cái bản Shadow Fork đó thì là một cái bản mà như là một cái chìa khóa để có thể ấn định được cái ngày ra mắt của Ethereum 2.0 vậy đó. Nhưng mà chỉ sau đó 2 ngày thôi thì bên phía đội ngũ của Ethereum thì họ lại khẳng định là một điều rằng là cái việc mà cái quá trình hợp nhất của Ethereum, tức là cái sự kiện The Merge anh em, thì sẽ không có diễn ra vào tháng 6 cho năm nay, có thể rằng là sẽ chờ đợi thêm tiếp theo. Thì đây là cũng một cái cú bẻ lái mà mình cho rằng cũng khá là bất ngờ đến từ Ethereum, tại vì là mọi người á, trước đây á, là đã từ năm 2021 rồi thì mọi người đã luôn mong chờ rằng là trong quý 2 của năm 2022 thì cái sự kiện The Merge này nó sẽ diễn ra để mà có thể giúp cho Ethereum tiến lên Proof of Stake đó, để mà có thể loại bỏ được cái cơ chế mà Proof of Work đi, tức là theo một cái cơ chế Proof of Work trước đây thì anh em biết là những cái thợ đào Ethereum họ phải giống như đào Bitcoin vậy anh em, là họ phải là tiêu tốn những cái thiết bị khai thác để mà họ đào, đúng không? Nhưng mà sau khi chuyển lên Proof of Stake đó thì Ethereum sẽ loại bỏ cái cơ chế đào đó, và thay vào đó chúng ta sẽ stack Ethereum để mà chúng ta trở thành một cái nhà xác thực giao dịch để mà chúng ta có thể kiếm phần thưởng từ Ethereum đó, tức là họ cải tổ cái công đoạn đào đi đó. Thì dĩ nhiên là cái sự kiện này nó trì hoãn như vậy thì chắc chắn là mình nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý đang rất là kỳ vọng của các nhà đầu tư của các nhà đầu tư mà đang stack Ethereum rồi. Nhưng mà một phần ngược lại thì nó lại là một cái tín hiệu tích cực đối với những cái người mà họ vẫn đang sử dụng cái Proof of Work của Ethereum để mà họ đào. Tại vì nếu mà chuyển lên Proof of Stake thì dĩ nhiên là những cái thợ đào mà đang hoạt động theo cái mô hình hiện tại đó anh em, thì họ phải bỏ đi những cái dàn máy khai thác của họ, tại vì nếu mà chuyển lên Proof of Stake thì những cái dàn máy đó coi như là nó không có còn giá trị nữa. Nhưng mà cái việc mà trì hoãn này của Ethereum thì mình nghĩ rằng là nó sẽ cũng giúp cho những cái thợ đào hiện tại của Ethereum á có được thêm thời gian để mà họ có thể củng cố được, để mà tiếp tục duy trì các hoạt động của họ, có thể là kéo dài hơn để mà có thể đáp ứng được những cái chi phí hiện tại trước khi mà Ethereum loại bỏ hoàn toàn cái cơ chế Proof of Work ha. Rồi, và cái thông tin cuối cùng mình muốn truyền tải cho anh em đây cũng là một cái thông tin mà mình cho rằng nó cũng khá là bất ngờ tiếp theo. Tức là anh em có còn nhớ cái sự kiện mà hack của Ronin không? Thì tự nhiên á, và vào ngày hôm qua thì Bộ Tư pháp của Mỹ đó, họ đã khẳng định rằng là một cái địa chỉ này đó nằm trong một cái danh sách trừng phạt của họ. Và cái địa chỉ này á, nó có liên quan đến một cái nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên anh em. Đó, mà nghe đến Triều Tiên là anh em cũng đã thấy nó rợn da gà đúng không? Đó thì họ cho rằng đó là cái địa chỉ ví là tấn công vào cái blockchain của Axie Infinity, là cái cầu nối Ronin đó, để mà có thể bòn rút là hơn 600 triệu USD. Một cái vụ tấn công mà hack mà mình cũng đã đề cập đó anh em, nó lớn nhất trong lịch sử luôn đó. Thì tự nhiên bây giờ á, cái ông hack này, cái địa chỉ hack này nó lại liên quan đến Triều Tiên, và anh em biết cái Triều Tiên trong tuần này á, thì chúng ta cũng đã có một cái nhà nhà phát triển của Ethereum á, hình như là bị kết án 5 năm tù khi mà thực hiện một cái chuyến đi qua Triều Tiên để mà rao giảng, để mà tham gia nói năng gì đó về những cái vấn đề blockchain. Và trong năm 2021 đó thì anh em biết là Triều Tiên họ đã hack dường như là hơn 400 triệu USD rồi, để mà có thể đem về cho họ những cái hoạt động ngầm để mà họ có thể triển khai trong cái đất nước của họ. Thì ở đây nó lại liên quan về những cái vấn đề chính trị nên mình sẽ không có nói nhiều về những cái vấn đề này ha anh em. Nhưng mà anh em phải hiểu được rằng là Triều Tiên á là một cái quốc gia mà họ thực hiện vô số những cái vụ hacker từ trước cho đến nay luôn, và đặc biệt là đối với cái phạm vi tiền mã hóa của chúng ta, và cái số tiền đó của họ thì họ làm dành cho những cái công việc mà ở bên trong phạm vi quốc gia của họ, để mà họ có thể triển khai theo những cái chiến lược mà của ông Kim Jong Un ông làm đó. Thì đây là một cái sự kiện khá là bất ngờ, và mình cũng không nghĩ rằng là tự nhiên một cái vụ hack liên quan đến Axie Infinity nó lớn như vậy
bây giờ lại lòi ra là một cái tình tiết là nó có liên quan đến Triều Tiên nữa, thì mình cho rằng là đây cũng một cái bước chuyển biến khá là bất ngờ đối với cái vụ này ha. Rồi thì tổng hợp là như vậy thôi, thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong một cái video mà nó hơi mang thiên hướng chia sẻ như thế này ha. Và mình cũng xin gửi một lời chúc sức khỏe đến cho anh em, đặc biệt là những anh em nào mà đang phải chịu thua lỗ trong những cái khoảng thời gian mà Bitcoin điều chỉnh như thế này, và mình rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi. Rồi, chào tạm biệt anh em nha. Bye bye, hẹn gặp anh em ở tuần sau.